Phần cuối của chương trình Thế giới đã đây hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tham dự bữa tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của bộ ba gấu trúc Sinh Ba ở công viên vườn thú Xiêm Long, tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc. Không chỉ có bánh sinh nhật, các nhân viên vườn thú còn trang hoàng bữa tiệc với nhiều màu sắc sặc sỡ và chuẩn bị nhiều tiết mục thú vị dành cho ba chú gấu trúc cũng như các vị khách là những khán giả đến theo dõi sự kiện đặc biệt này. Những chú gấu trúc này đặc biệt ở chỗ, chúng được thụ tinh và sinh sản hoàn toàn tự nhiên bởi loài gấu trúc khổng lồ vốn rất khó sinh sản và nuôi con. Chính vì thế, chúng càng trở nên quý hiếm và cần được bảo tồn trước tình trạng chặt phá rừng và ô nhiễm môi trường.